sẽ lắng nghe cái nhu cầu của mình, sau đó người ta tính toán cho mình. Ở đây thì Toàn lấy một cái ví dụ hai vợ chồng này là tiết kiệm một năm là 32 triệu nè, nhưng mà Toàn minh họa là 40 ha. Như vậy thì mình đóng phí trong vòng 20 năm ha, 20 năm thì tổng số tiền mà mình đóng ở công ty Daiichi Life là 800 triệu. Thì sau 20 năm thì tổng số tiền mà khách hàng có trong tài khoản là 1 tỷ 23 triệu. Như vậy thì nếu như chúng ta có những cái kịch bản thì chúng ta có thể là gì? 1 tỷ 23 triệu này là năm 49 tuổi, thí dụ vậy. Thì từ đây trở đi khách hàng không cần phải đóng phí nữa. Cái lợi nhuận ở trong hợp đồng đó, nó đủ trang trải, nó trang trải chi phí rủi ro. Từ đó trở đi đau ốm, bệnh tật, tai nạn mình không đóng phí nữa, vẫn được bảo vệ, vẫn được trả tiền khi đau ốm nằm viện, tai nạn, bệnh hiểm nghèo vân vân. Đó. Còn nếu như mà anh chị nói rằng là không, đóng 20 năm mà tôi cũng lấy tiền cho con tôi ăn học chứ, cái này được anh chị. Ở đây có bao nhiêu? Ở đây có là 1 tỷ, thì mình có thể là rút ra 500 triệu cho con thứ nhất ăn học, rồi rút thêm 500 triệu nữa con thứ hai ăn học. Rồi sau đó cái phần còn lại nó đâu còn khoảng hai mươi mấy triệu này nè. Thì ở năm 49 tuổi đó thì mình làm sao? Mình tiếp tục đóng từ năm bốn mấy tuổi, đóng năm 60, 65 gì đó, tùy ha, tùy theo tình hình tài chính thôi. Thì gì? Lúc đó mình tích lũy để rồi là sau khi mình lo cho con thì mình đã tích lũy tiếp để rồi mình có hưu trí. Thì cái đó là gì? Cái đó là bằng một hợp đồng bảo hiểm thôi, mình lo cho các con của mình và lo cho bản thân mình được. Thì cái này là một trong những cái quyền lợi mà như các anh chị cũng thấy là văn hóa của công ty Daiichi Life Nhật Bản cho thấy rằng điều gì? Cho thấy rằng là văn hóa của Nhật Bản của Daiichi thì muốn bảo vệ khách hàng trọn đời nha. Và tất nhiên nếu trong tay những nhà tư vấn của văn phòng 30 thuộc 4 thì anh chị sẽ được tư vấn đầy đủ. Như vậy thì một số điều cần lưu ý nha anh chị. Cần lưu ý thì hôm nay chỉ là cái viên mà chia sẻ thôi. Chia sẻ cho anh chị một số cái điều lưu ý cần quan tâm cũng như là quyền lợi để mình hiểu. Tại vì bệnh dịch ngoài kia nó cứ như thế này mãi thì chắc chắn là rủi ro nó vẫn rình rập chúng ta hàng ngày. Thà là chúng ta biết một cái cách, một cái chỗ để rồi mình chuyển giao những cái rủi ro đó cho những cái chỗ đó người ta chịu, chứ mắc mới gì mình phải phải gì mình phải chích tiền của mình ra, cái tiền đó là cho con mình ăn học, cái tiền đó là hưu trí bản thân để rồi trả cho cái chuyện đau ốm nằm viện chi anh chị ha. Thì một số cái điều cần lưu ý như sau.